Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Trung Bộ đã thành cơn bão số 5 vào trưa 18 tháng 10. Theo đó, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực biển Quảng Trị, Quảng Nam. Hồi 11 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Tây Tây Bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 150 km về phía Đông. Bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi lên vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ vào ngày 19 tháng 10, sau đó là Vịnh Bắc Bộ vào ngày 20 tháng 10.